con gái của thầy. Này, thế bên nhà có việc à? Có chuyện buồn, có đám tang hay sao mà sáng sớm lại răng lại khóc sướt mướt thế? Không. Có việc gì? Cháu nhảy. Con buông cái tay ra cho thầy xem nào. Ôi giời ơi. Sao con gái, con gái của thầy sao lại sưng hết cả mồm lên là thế nào? Cháu muốn nhảy. Con ạ, vợ chồng mới sống với nhau. Ôi giời, tối lửa tắt đèn có nhau cũng có lúc nó va chạm. Nhưng mà, này, thầy đã gả cho người ta rồi. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Cố mà chịu cho nó hài hòa để mà sống với nhau con nhá. Nhưng mà thầy phải nghĩ cách gì giúp con ấy chứ. Người ta thì lâu lâu mới va chạm, nhà con ngày nào cũng va chạm, con chịu hết nổi rồi. Đó, khổ như này. Xinh xắn nhất cái vùng này mà sao lại khổ thế gì lại. Nhưng mà chồng nó thế nào? Thì bây giờ con không biết, thầy nghĩ cách gì, thầy phải giúp con đi. Chứ không lẽ thầy cứ để nó đánh con như thế à? Con bỏ con về đấy. Cái thằng này, hồi nó sang đây, ôi, nó xin con về làm vợ, thầy biết cái tính thằng này rồi. Con không biết đâu, thầy phải giúp con đi chứ. Thôi được rồi, nín đi, không khóc lóc mãi suốt hết cả ruột. Bây giờ thế này, con cứ lại bên nhà đi. Mà chồng nó có mắng nó chửi thì cố bà nhịn nhá. Rồi thầy sẽ sang. Hơi tí thì con lại về nhà bố đẻ thế này. Nó nghĩ rằng gia đình nhà mình thế nào. Được rồi, không nói nhiều. Con cứ lại bên nhà đi. Thầy có cách thầy trị nó. Thế bây giờ con về đấy, cho nó đánh con chết à? Nó không đánh nữa đâu. Thầy đã nói rồi, cố mà nhịn nhá. Thầy sẽ sang tận nơi thầy dạy bảo nó. Được chưa? Thôi đứng lên đi về đi. Nhưng mà thầy phải sang đấy nhá. Được rồi, thầy sẽ sang. Thầy nhớ sang nhá. Khổ quá, thầy đã bảo thầy sang mà, cứ về đi. Mẹ này chua quá. Vứt. Thầy ạ. Dạ, thầy đang chơi ạ. Con rể đang thăm tương đấy hả? Dạ. Ơi, cái mùi này là tương sắp ngấu rồi đấy. Dạ. Theo kinh nghiệm của thầy khoảng 2 hôm nữa mà gặp nắng là ăn tốt rồi. Thế vợ anh đã về chưa? Dạ, vợ con về rồi ạ. Và vẫn khóc. Khóc cái gì, tính đàn bà bao giờ chả thế. Các cụ xưa nói là không bao giờ cao hơn cái ngọn cỏ đó thế. Đấy, riêng tôi là tôi rất ủng hộ nhé. Riêng với gia đình nhà tôi là cứ là thuyền theo lái mà, gái theo chồng. Dạ. Về nhà chồng là cứ phải theo nhà chồng. Dạ. Anh công nhận không? Dạ vâng ạ. Thế thì mới dạy được vợ chứ gì đó. Dạ. Sang bên nhà tôi là tôi phải bảo nó về ngay đấy. Dạ. Có cái gì đấy thì hai vợ chồng đóng cửa lại bảo nhau, đúng dạ, không? Dạ. Này, mà anh làm gì con gái tôi mà sao này, mồm miệng nó cứ thâm tím hết cả đấy. Ôi, không thầy ơi, thế thì oan cho con quá thầy ạ. Con có đã đánh được vợ con khi nào đâu. Con mới vừa giơ cái gậy lên thì vợ con nó né, đập đầu vào cửa, mồm hơi vèo lên thế. Thế là tự nó đập đầu vào cửa gì? Dạ vâng ạ. Đúng rồi, chứ mình là đàn ông, mình đánh vợ thì kém lắm. Dạ vâng, con hiểu. Đúng không? Chứ ạ. Dạ. Ừ. Này, mà thầy nói cho con biết nhé. Dạ. Ngàn đời nay các cụ xưa đã nói rồi. Ôi giời ơi, mà chồng này, nhà cửa toành toàng cái này, nghèo vẫn hoàn nghèo. Đấy, anh thấy bên nhà tôi là nhà cửa nó khang trang như thế. Mà anh chị lấy nhau là mấy năm rồi mà trông nó cứ toành toàng cái này kém quá nhỉ. Dạ. Này, cái thứ nhất ấy, thầy dạy này. Vợ chồng ấy. Dạ. 9 thì bỏ làm 10. Dạ. Mà 20 thì bỏ thành 25 được. Đúng không? Dạ. Cứ phải êm ấm thì làm ăn kiểu gì nó mới tốt đẹp được. Đấy. Mà các cụ xưa có câu nói nhá.
đằng sau sự thành công của đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng của người phụ nữ. Anh nhớ chưa? Ồ, có hiểu không? Các cụ dạy như thế hả thầy? Ừ. À, đàn ông mà muốn thành công là phải có bóng dáng của phụ nữ ạ. Chính xác. Con hiểu rồi. Thế cho nên anh chị bảo ban nhau mà làm ăn nhá. Dạ 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 con hiểu rồi. Sống hòa thuận hạnh phúc nhá. Dạ con. Đóng cửa ra đường ta bảo nhau. À quên quên quên. Đóng cửa lại ta bảo nhau ở trong nhà thôi nhá. Dạ vâng con hiểu ý thầy rồi ạ. Hiểu ý thầy chưa? Dạ dạ rồi. Rồi thôi thầy cứ lại nhà đi. Bây giờ con chạy vào con nấu ủ bát cháo cho vợ con luôn ạ. Ủa đấy nó phải thế. Mình đàn ông nó phải thế chứ. Dạ dạ vâng. Đấy còn anh sau này anh làm được thành công đấy, những cái mẻ tương này của anh mà bán tốt đấy là phải có bóng dáng của người phụ nữ đấy. Dạ con hiểu rồi ạ. Này này. Dạ. Mùi tương rất thơm ấy. Này, này, lúc nào rỗi cho thầy mấy chai. À dạ vâng vâng, con, hôm nào con mang sang nhà con biếu thầy ạ. Ê, rồi, còn rồi. Nói thật với thầy đây là toàn là chung không. Rồi. Dạ. Thầy về nhá. Dạ thầy về. Ê, dạ. Thành công, bóng dáng. Thành công. Còn với cái mấy thằng phải trả sang thăm thầy làm mình nhớ nó quá như vậy. Con ơi, con gái yêu của thầy ơi, thầy tệ lắm, anh chị tệ lắm, đi ra đây với thầy. Tệ thật thì lâu lắm gì chẳng sang nhà thầy chơi. Thầy nhớ các con quá, tự thầy phải mò sang đấy. Thầy, con cũng muốn sang thăm thầy, con cũng nhớ thầy lắm. Thế nhưng mà... Sao? Nhưng mà nhà con nó không cho đi. Tại sao nó lại không cho đi? Con cũng không biết nữa. Từ hôm thầy sang dạy bảo anh ấy cái gì đến giờ, bây giờ là cứ bắt con phải đi theo. Đi đâu là cũng phải có hình bóng của con đi theo mới chịu nữa bây thầy ạ. Thì đúng rồi. Đây này. À, thầy ạ, thầy sang chơi ạ. Hương, anh chị tệ thật thì. Dạ. Lâu quá chẳng sang tôi chơi. Thế hôm nay tôi nhớ quá rồi phải sang đấy. Dạ con hiểu ạ. À, thầy ơi, đây nhá. Các chum coi như là tương đã đầy rồi. À. Lát nữa con biếu thầy vài chai ạ. Ừ. Dạ, thưa thầy. Con rất thấm thía lời thầy dạy con. Ừ. Con vẫn nhớ thầy dạy rằng đằng sau sự thành công của một người đàn ông đó là bóng dáng của một người phụ nữ. Chính xác. Dạ. Cho nên là con muốn thành công sớm, thành công nhiều, thành công nhanh. Con cần nhiều cái bóng ạ. Dạ. Con xin phép ạ. Tốt đấy. Các con vợ đâu? Ra đây xếp hàng một. Mình đứng ra đây. Vinh ra đây. Anh chị ăn nên làm ra lắm kẻ hầu người hạ thế. Không không không. Một, hai. Vẫn thiếu một quả bóng nhỉ. Mình ơi. Mình. Mình chưa gọi em. Chào thầy một câu đi. Dạ. Con xin chào thầy ạ. Ôi thưa 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 đây 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 đây. À dạ thưa thầy. Đây là những bóng dáng đằng sau sự thành công của đời con ạ. Dạ. Ôi giời ơi. Thế là anh lấy thêm ba bà nữa à? Dạ vâng ạ, đợt tới con định lấy tiếp ạ. Ui giời ơi. Đấy, thầy thấy chưa? Thầy dạy dỗ cái kiểu này, thầy giết con rồi. Đúng rồi, cái đồ đốn mặt kia. Ui giời ơi. Mà sao có những cái bóng của anh mà tôi phải gọi bằng bà. Ôi giời ơi. Đây này này. Thầy vợ chồng anh giết tôi rồi. Thầy. Ê, dừng lại. Dạ. Đi đâu mà vội mà vàng, mà dẫm phải đất mà lại quẳng phải anh. Dạ. Bác có chuyện gì thế ạ? Chả có chuyện gì cả. Chỉ có mỗi một chuyện là được cái cuốc này. Bàn tay đẹp của em như thế này chỉ nên cầm tiền cầm hoa thôi, ai lại cầm cuốc. Ấy chết, sao bác lại nói như thế ạ? Nhỡ ai nghe thấy
người ta dị nghị đấy ạ. Ôi giời, lo cái gì, em cứ toàn lo bỏ trắng răng về. Này, em xinh đẹp như thế này, em thấy không, vất vả quá. Trời mưa trời gió mà vẫn phải cầm cuốc ra đồng để cuốc đất thế thì đáng lý em phải ở cái nhà cao cửa rộng, như ai lại ở túp lều thế này. Bác nói thế là có ý gì ạ? Có ý là anh muốn xây lại nhà cho em. Xây lại nhà cho em ý ạ? Ừ. Dạ, thế... em không dám ạ. Nhà em tuy là một túp lều tranh, nhưng có hai trái tim vàng bác ạ. Cái gì? Không, trong túp lều lấy đâu ra vàng? Dạ, chị nhà đi chợ về đi ạ. Cái gì đấy? À, à. Giỏi. Nhưng mà này, không thể chạy thoát được cái bàn tay này đâu nhé. Cứ đợi đấy. Mình. Yeah. Thế đã xơi cơm chưa mà ra đồng sớm thế? Quánh đôi bát rồi. Khiếp người gì đâu, quá đầm quá tí lên người ta giật mình đấy. Quen rồi. Vợ bảo này, ừ? Cuốc ít thôi, giữ sức, đêm về cuốc tiếp. Ừ. Mà này. Dạ. Giữ mình đi nhá. Biết rồi. Tôi mà thấy thằng nào lén phén vào đây là tôi cho cái cuốc vào mặt đấy. Biết rồi. Ừ. Đi đây. Mình đi nhá. Người gì đâu, chỉ được cái ăn to cuốc khỏe thôi. Mình đi về sớm với em nhá. Úi dồi. Úi dồi bác. Ôi, em xin lỗi bác. Ôi, dồi. Bác bảo chả nói gì cả. Bác có làm sao không ạ? Tí gãy tay. Dạ. Bác sang nhà em có chuyện gì thế ạ? Nhiều chuyện lắm thì nhìn vào đi. Úi dồi. Ơ kìa. Úi dồi. Bác buồn cười thế nhở? Giữa thanh thiên bạch nhật bác cứ làm thế, hàng xóm láng giềng người ta nhìn người ta hiểu lầm chết. Lo cái gì mà nhà kín cổng cao tưởng thế này. Tóm lại là cái thằng chồng ấy, nó đi ra đồng có lâu không? Em chả biết có lâu không. Cuốc xong ba xào ruộng, xong còn đánh luống. Úi dồi, thế thì có màu đến mùa quyết mới về. Vui thoải mái cái gì nữa. Thoải mái cái gì ạ? Okay. Còn cái gì nữa, mình thao hồ một tâm sự cái đấy cái gì. Ơ kìa, sao bác lại nói như thế? Thế chả nói thế thì nói thế nào nữa. Đây cầm lấy. Úi dồi ơi, bác đánh giá em là người như thế nào mà bác lại cho tiền em? Okay. Rồi hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy hay là người ta nhìn thấy, người ta đánh giá em chết. Là làng như thế? Tiền mà con trẻ à? Bao nhiêu? 10 quan đấy. Ôi 10 quan á? Sao bác cho em nhiều thế? Cứ là làng lộ hết bây giờ đi, đưa tay đây. Em xin. Đấy, nhẹ nhàng như thế nó dễ chịu. Dạ. Xong rồi ta vào luôn cái nhỉ. Ôi, bác ơi. Em. Cái gì mà khỏe cái như vòi thế hả? Em xin lỗi. Không muốn thì giả tiền đấy. Bác vừa cho em rồi, bây giờ lại đòi tiền là sao? Ôi dồi. Mình ơi. Bác ơi, chồng em về bác ơi, bây giờ làm thế nào hả bác? Thế bảo ra cuốc cả một xào ruộng xong còn đánh luống cơ mà. Em cũng biết. Úi dồi. Nhà em ghen lắm. Hồng nước mắm lên á, cuốc cả mặt em, cả mặt bác đấy. Úi dồi, mà cuốc cái này cuốc đất, ra đi cuốc mặt người ta. Bác, bác vào cuốc đất luôn đi, nhanh lên, không thì không kịp đâu. Mình ơi. Dạ, em đây. Úi, úi mình. Làm cái gì mà cửa giả mãi không mở đấy? Hôm nay mình về sớm thế à? Mà này. Dạ. Tôi nghe thì chỉ có tiếng đàn ông trong nhà nhỉ? À, mình ơi, hôm nay bác Tý sang nhà mình chơi ạ. À, chàng trai kia. Lão làm gì nhà ta đấy? Ôi, à, tưởng ra đồng cơ mà. Bình tĩnh. Này, mình cứ bình tĩnh mình ơi. Bỏ tay ra. Nào, lão đi ra đây. Đi ra đây. Ông vào nhà tôi làm gì đấy? Hả? Mà chú vô lý thật đấy. Vợ chú liệu yếu đào tơ để cuốc đất một mình. Tôi nhìn tôi xót ruột quá, tôi sang cuốc đỡ chứ có gì đâu. Ông sang cuốc đỡ á?
Đây thì chú thấy còn gì? Cái ngữ ông như thế này thì cuốc cái gì hả? Quần áo là cuốc cái gì? Ông cứ phải cởi quần áo ra mới cuốc đất được à? Này, tôi không tin nhá. Hả? Ông mà vớ va vớ vẩn bịa tôi sang tôi mách vợ ông luôn đấy nhá. Khổ. Xong phải mách. Nói rất là thật. Đây tôi đang cuốc đây còn gì nữa? Ông bảo ông cuốc cái thửa này hả? Ừ. Thế được rồi. Bây giờ như thế này nhá. Mình ơi, mình cứ bình tĩnh. Bỏ tay ra, im mồm. Một là ông cuốc hết cả cái thửa vườn này đây. Ừ. Nhá. Hai là tôi cho ông cái cuốc vào mặt. Ông chọn đi. Làm sao mà phải cho cuốc vào mặt? Cuốc là để cuốc đất chứ. Để tôi cuốc, cuốc hết đi nhá. Bỏ tay ra, đi vào nhà. Mình ơi. Này, đúng là cái kế của vợ ấy. Quá hay đấy. Thế đã là gì? Đây nữa này. Đúng là hại não. Ta. Tin tào em Châu. Nam Đồng đang buổi ban trưa lại gặp cô gái vẫn chưa đi về. Dạo này nên là vẫn xinh nhất cái nàng này luôn á. Anh ăn kẹo hay là anh uống nước đấy? Bao nhiêu tiền một quả trứng? Quả trứng 2 đồng. 2 đồng một quả trứng à? Ăn mấy quả? Ăn một quả nhưng mà không phải quả trứng mà là quả tim. Nhà tôi bán trứng chứ không bán tim. Không ăn thì đi chỗ khác. Sáng sớm phải ra trưa bán được cái gì. Nhưng mà cứ thích ở đây đây. Ta ai bảo xinh. Chào Châu. Châu hôm nay bán được nhiều bánh chưa? Chưa bán được cái nào đây, mở hàng đi. Bánh Châu bao nhiêu tiền một cái? Đồng rưỡi 2 cái. Vừa bảo. Trứng Châu bao nhiêu tiền một quả? 2 đồng một quả. Vẫn giá như hôm qua nhỉ? Vẫn giá thế thôi. Nhưng lại nói về trứng nhá. Là Châu ấy, là so sánh với trứng là như thế này. Ở làng này nhá, da Châu trắng như trứng gà, mà mắt đen nay nấy như là trứng chim. Đúng rồi. Trứng gà với trứng chim thì có gì khác nhau? Châu ơi, Châu không biết đấy thôi. Con chim thằng này nó nói là con chim cuốc ấy. Con chim cuốc nó đen, nó đẻ quả trứng cũng đen. Đúng cái rồi. Lòng nó cũng đen như là mắt của Châu ấy. Đúng. Châu ơi, tôi nói thật với Châu nhá. Thằng tà nhà tôi ấy, nó để ý Châu đấy. Nó chỉ tìm cách để ra ngắm Châu thôi. Nhưng nó không dám nói. Mày đã nói gì chưa? Nói đúng một câu thôi là muốn có được trái tim. À, nó chỉ muốn trái tim của Châu thôi. Thế nếu như Châu đồng ý để tôi về tôi bảo ông nội tôi làm cái lễ sang đón Châu về nhá. Nhà tôi toàn người thông minh thôi. Châu mà lấy thằng tà này nhá, đẻ ra người cực kỳ thông minh đấy. Tôi chả tin. Nói thế thì làm sao mà tin được. Thông minh cái gì? Ừ. Đấy, hàng đang ghế này. Thông minh thì bán hộ tôi cái coi. Bán hết chỗ này. Bán hết chỗ này đi. Thì muốn gì cũng được. Châu hứa nhá. Bán hết chỗ này, Châu đồng ý về làm vợ thằng tà nhá. Chắc chắn luôn. Tao bảo. Chiều này ngồi suốt từ sáng đến giờ chả bán được cái gì. Thế thì làm sao mà lấy được con Châu? Em nghĩ là một cách này rồi. Mày nghĩ ra cách gì? Anh bây giờ mua hết chỗ này cho em. Ừ. Là em cưới được con Châu thôi. Thông minh. Tao cũng nghĩ ra một cách rồi. Mày muốn lấy con Châu
đúng không? Dạ. Mày đưa tiền cho tao, tao mua hết chỗ này, thế là mày lấy được con trâu. Thế thì cơ mà cả đời này em không lấy được con trâu. Làm gì có đồng nào. Đúng là cả nhà mình thông minh mà lại không nghĩ ra cách à? Thông minh nhưng mà không nghĩ được cách. Mua. Này. Hả? Châu đâu rồi? Tao hỏi hai thằng mày là Châu đâu? Châu ra ngoài kia rồi. Sao ra ngoài kia? Bình thường hàng ngày tao đi qua đây tao thấy Châu ở đây mà. Thế hỏi Châu làm cái gì? Tao hiểu rồi. Này. Hả? Tao hỏi mày. Mày thích Châu đúng không? Thích. Châu là của em. Khổ quá đấy tao hỏi. Mày yêu Châu đúng không? Yêu chứ gì. Mày hôn Châu chưa? Chưa. Mới gặp một hai lần đã làm được gì đâu. Tôi chết rồi mày gặp một hai lần rồi à. Mày yêu. Châu là của nhà tao. Thế là Châu mày... là của nhà mày à? Ừ. Mày có muốn hôn Châu không? Châu nhà tao ngoan lắm. Bảo gì cũng được, nói gì cũng nghe. Ôi dồi, thế thì tao mà được hôn Châu nhà mày thì còn chỉ bằng nữa. Mẹ hôn Châu. Tao biết rồi, tao có cách rồi. Mày muốn hôn Châu đúng không? Đúng rồi. Bây giờ tao sẽ làm cho mày hôn Châu. Và tao sẽ làm cho Châu hôn mày. Ôi dồi dồi. Nhưng với điều kiện. Như nào? Điều kiện gì? Mày mua hết chỗ này cho tao. Mua hết chỗ này thôi gì? Ừ. Ôi dồi này. Mày mà giúp cho tao nhá, tao mà hôn được Châu nhá, không những chỗ này mà 10 chỗ này tao cũng mua hết luôn. Mày hứa nhá. Tao hứa. Tao sẽ làm cho nó hôn Châu. Này, tao mà không hôn được Châu nhá, thì chúng mày cũng liệu hồn đấy nhá. Nếu như mà mày mà hôn được Châu thì sao? Nếu mà hôn được Châu thì cái gì tao cũng chịu. Mày hứa nhá. Ôi, mày hôn Châu thì còn cách gì nữa mà tao sống làm cái gì? Tao nói với mày đúng một điều này thôi. Tao đồng ý cho mày hôn Châu. Thế giờ tao dẫn mày đi hôn Châu. Đi luôn à? Đi luôn hôn Châu. Mày không hôn chết với tao. Đâu Châu? Châu thì cũng phải từ từ. Đó. Mà Châu này khó tính lắm. Ở cái nàng này chỉ có đúng một mình anh tao là bảo được đến thôi. Mày có chắc là anh mày sẽ dẫn được Châu đến đây không? Anh tao nói được là làm được. Này, tao mà không gặp được Châu nhá, tao mà không hôn được Châu nhá, anh em nhà mày liệu hôn đấy. Này, mà mày mà không hôn Châu thì mày cũng liệu cái thần hôn đấy. Ôi trời ơi, tao sợ quá cơ, tao cả đời tao chỉ mong hôn được Châu. Đây. Đâu Châu đâu? Đây, anh tao đến rồi này. Đấy. Cái gì đấy? Đây Châu đây. Châu đây. Không. Mày hôn đi. Mày hôn đi. Không anh ơi. Không phải ý em, không phải là Châu này. Này. Đây Châu đây. Mày bảo mày thích hôn Châu con gì? Không. Sao? Không. Cái gì? Chị Châu đồng ý hả? Sao? Đồng ý rồi. Cái gì? Chị bảo là mày hơi xấu một tí nhưng mà không sao, chị vẫn đồng ý. Không, anh ơi. Anh nói lại với chị hộ em là em không phải là hôn chị Châu này mà em hôn là chị Châu Châu người cơ chứ không phải Châu Châu này. Hả? Cái gì? Cái gì? Nó bảo là nó chê chị Châu xấu, nó không thích hôn chị Châu. Cái gì? Nó xúc phạm à? Không, nó xúc phạm. Nện cho nó một trận. Chị Châu bảo thế. Ai mà không cản tao ấy. Hôm nay tao đấm cho nó một phát nữa. Ai. Tao đấy. Tao hăng quá bây giờ nó bị xá cái vai này, mày nắn cho tao phát. Ta
Ai da, ai da, này, mày học nghề thuốc ở đâu mà mày giỏi thế? Mà anh mới là thông minh ấy, anh nghĩ ra cái trò lừa con trâu. Thế nếu mà hôn con trâu thật thì em đau tim lắm. Anh mày là người thông minh mà. Cả nhà mình đều minh minh. Ôi, mỏi cái tay này, cầm cái liềm cũng không chắc này. Ông ạ. Công nhân ai cái thằng này. Đi đâu bây giờ mới về? Dạ, con đi cắt cỏ cho trâu. Con đi tán tâu. Tán tâu? Thôi, không nói nhiều nữa. Xuống bếp nấu cơm. Nhà có khách. Nhà mình mà cũng có khách không? Ai vậy ông? Ai? Cậu chúng mày. Mà không hiểu sao cậu chúng mày bị cái thằng nào nó đánh sưng vù hết cả mặt. Thằng nào nó dám đánh cậu con à? Thế là hôm nay nhiều vụ đánh nhau thế. Cậu con nó bảo ôm ở làng này có hai thằng xông vào đấm nó thụi nó. Rồi ơi, thế thì không được rồi. Thằng nào? Ông gọi cậu ra đây, ông hỏi xem thằng nào ở làng này dám đánh cậu con bổ cho nó một phát thì nhỉ? Con đấm một phát thì... Cậu Quý ơi! Cậu Quý! Cậu dạ. Quý ơi! Dạ! Cậu Quý ơi! Cháu đây ạ! Dạ, đâu đấy? Ây da! Hả? Ôi à? Ôi! Ôi ơi, anh ơi, em xin các anh tha cho em ạ, em xin lỗi các anh ạ. Thế này là thế nào? Dạ không ạ, hai anh này vừa đánh cháu ạ. Tôi thế tôi. Ôi giời ơi, hai cái thằng này. Nằm xuống. Nằm. Tôi thế này là nó đánh nằm cậu thôi. Thế rồi. Ông phải cho chúng mày biết thế nào là đánh cậu. Mày làm sao đây? Mày bị làm sao ấy? Thế sao mày lại đi cái mặt phía trước, cái đít đằng sau là như thế nào? Thế chẳng lẽ đi cái đít đi trước, cái mặt đi sau à? Ờ nhờ. Tao quên mất. Thằng điên. Đến nơi rồi. Này. Hả? Ê, khoan đã. Cái gì? Mày có chắc là trong nhà không có người không? Chắc. Giờ này ấy, là con Hến nó đang ở bên nhà ông Sò. Nó ở bên nhà ông Sò làm gì đấy? Nấu canh? Hay làm gì đấy? Sao tao biết được? Trời, nấu canh, ăn uống vào giờ này nhỉ? Tao không biết, các cụ già già ở làng mình hay ăn uống muộn lắm. Mà thôi không quan trọng. Tranh thủ không có ai, mình vào. Mình khuân hết đồ, rồi đi nhanh, không lộ. Chỉ lấy những thứ có giá trị thôi nhá. Được rồi. Đi vào, đi vào. Này, hả? Sao mày bảo là con Hến nó sang nhà cụ Lý rồi? Thì ai mà biết hôm nay cụ Lý lại chuyển sang nhà con Hến. Hến ơi. Dạ. Người ta nhớ em quá này. Ôi dồi ôi. Mỗi lần gần Hến này, người ngợm chân tay nó lung tung, nó không biết để đâu. Ôi dồi Hến này. Thầy Hến ơi. Thế tối nay thầy ở đây nhá. Ừ. Thời tiết đẹp thế này, thầy ở đây, thầy quạt cho Hến nhá. Hến ngủ ngon nhá. Thầy này, thế tối nay thầy đi tay không à? Tay không là thế nào? Đây này. Ý em ấy không phải là cái đấy. Cái đấy thì lúc nào thầy chẳng mang theo. Cái này cái gì? Thầy mang cả bọc luôn. Hôm nay cho Hến hết. Đi vào đây nhé. Kể thử xem. Hến. Ôi giời ơi. Sao hôm nay mình lại khỏe thế?
trước đi. Mạnh mẽ quá. Cái này mợ mà biết thì chết. Khiếp quá. Mày đúng không? Mày không phải sao, tao ăn cái gì đâu. Tao cũng đã ăn cái gì đâu. Cái mùi hạt mít này chắc chắn là của mày. Mùi hạt mít cũng không phải của tao, tao ăn tỏi. Thế bây giờ, chứ không phải là của tao, không phải là của mày, thế chẳng lẽ là của cụ Lý à? Chứ còn gì nữa, tao khẳng định với mày, cái này chắc chắn là của cụ Lý. Thằng nào nổ cho tao, à, tao ăn mít bao giờ? Tao có ngửi thấy toàn mùi mít thôi. Đấy, ngại, tao chỉ có ăn sơn hào hải vị thôi. Mùi mít là của thằng nào? Thằng nào hôm nay ăn? Thằng nào đánh xịt? Không phải cụ à? Không phải tao, chắc chắn rồi. Thế cụ vào đây. Đây là chắc chắn của con Hến. Ừ. Hến đấy. Hai thằng mày làm gì ở đây? Đường nào? Đường này. Chạy đi. Trời ơi, hai thằng kia đứng lại. Ui, không, không thở được. Từ từ, để nghỉ đã. Tại mày ý. Còn mà tại mày ý, sao đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế mày lại đánh rắm hả? Không phải là rắm của tao. Thế không phải rắm của mày thì rắm của ai? Rắm của mày ý. Từ sáng đến giờ, tao đã ăn cái gì đâu. Rắm cái mùi mít chắc chắn là của mày rồi. Tao làm gì có gì mà ăn. Đây không phải là của tao, có mà của mày. Thế không phải là của mày, không phải là của tao. Thế là của ai? Hả? Chắc chắn là chỉ có mày thôi chứ có... Đấy rồi! Ôi, ơi, cô ơi, cô xin cô, cô lạy cô. Cô ơi, cô tha cho bọn con ạ. Ôi trời ơi, chúng mày chạy nhanh thế. Hai thằng khốn nạn này, mày để... Cụ đuổi theo chúng mày đứt hết cả hơi rồi. Cụ đuổi theo làm gì ạ? Bọn con đã lấy được cái gì đâu ạ? Cái áo của tao đâu? Cái áo nào ạ? Mày trông cho ăn mặc thế này cái áo của tao. Cái gì trông của mày đây? Đứng lên xem xem. Cái tay nải của bọn con thôi ạ. Ngu. Đây là cái áo của tao. Chúng mày. Thế cái tay nải của mình đâu? Láo nhé. Cụ ơi, chúng ở cái tổng này lại có cái kẻ cắp chuyên đi rình mò nhà người khác. Không cụ ơi, cụ ơi. Con lạy cụ, con xin cụ ạ, cụ tha cho anh em chúng con ạ. Dạ chúng con xin lạy cụ ạ, chăm lạy cụ ạ. Con xin cụ là từ nay giờ đi, từ giày giờ lại là chúng con không bao giờ dám bén mảng đến nhà cô Hến nữa đâu ạ. Cụ tha cho chúng con ạ, đừng cho chúng con lên quan ạ. Tha là tha thế nào? Lên quan. Ê, cụ ơi đừng cụ ơi, con xin cụ đừng cho chúng con lên quan. Vâng, nếu cụ muốn thì anh em chúng con sẽ lên quan với cụ ạ. Cái gì mày bị điên à? Im mồm đi. Anh em chúng con lên quan cùng lắm là chỉ bị phạt vài hèo thôi, nhưng mà đêm hôm thế này cụ đến nhà Hến làm gì thế ạ? Tao là tao đi khám điện thổ. Vâng, anh em chúng con sẽ khai cụ khám điền thổ nhà Hến như thế nào ạ? Vâng, lên mời quan. Cụ lên quan ạ. Từ từ! Mà nhìn hết rồi. Đừng có chê người tao xấu nhá, bụng nó hơi to. Bọn con cũng chỉ nhìn vừa đủ thôi cụ ạ. Phải phui cứ mủ mà đi, thằng này láo cá nhất cái tổng này rồi. Thôi được rồi. Theo ý cụ thế này nhá. Sao ạ? Hòa. Không được, làm sao mà hòa được? Hòa, chúng mày đi ăn cắp. Tao bắt được quả tang, tao không cho chúng mày liên quan, thế là hòa còn gì nữa. Không được, chúng con đi ăn cắp,
chúng con cũng có tư cách của người đi ăn cắp. À, dạ. Chúng con cảm thấy sẵn sàng lên quan. Sẵn sàng lên quan. Vâng ạ. Từ từ. Mẹ tính chúng mày. Cũng được rồi, đây. Này, lúc ấy thấy quan vẫn còn phong độ. Mày im mồm phong độ lắm. Im cái mồm mày đi nhá. Này, giữ kín mồm miệng nhá. Không có là ông tù mọt gông chúng mày đấy. Hôm nay ông phải xuống nước với chúng mày rồi. Đây. Cụ kia yên tâm. Ôi giời ơi, sao tao nó nặng vừa tay là bọn con cũng dừng mồm ạ. À. Từ từ. Chắc là mỡ. Đây rồi. Ôi giời, tao giấu nó kỹ thế chứ. Giời ơi. Sợ con hên nó lấy hết. Đây vẫn còn một nửa đấy. Giữ mồm giữ miệng nhá. Dạ, cụ yên tâm ạ. Không được, ông đập chết cha chúng mày. Con mời cụ về khám tiếp. Ấy cụ ơi cụ, đường này ạ. À đúng rồi. Ôi trời ơi. Giữ mồm giữ miệng đấy. Tao ngửi xem nào. Ngửi là cái gì? Tao biết ngay mà. Rắn của cụ mà. Mày thấy chưa? Mình không cần phải làm gì cả mà cũng được tiền này. Đấy thôi. Đi thôi. Mình ơi. Mình ơi. Gì đây, gì đây Mình? Nó không phải, nó không phải, nó không phải. Có chuyện gì đây? Sao đây Mình? Chiến lợi phẩm. Ôi giời ơi, mình vẫn không bỏ được cái tật ăn cắp ăn trộm đi à. Này, mình cần nói cho nó cẩn thận nhá. Ai ăn cắp ăn trộm? Thế cái gì đây? Thế tôi không bế nó về. Thế để con chó con này nó lạc mẹ nó à? Hả? Thôi. Nó lại chết giữa đường à? Ông đừng có mà nói điêu nó phết như thế nhá. Thế chả nhẽ cái con lợn hôm trước ông mang về của nhà bà Thìn bên kia, nó cũng đi theo ông à? Ăn trộm thì làm sao đi được? Con lợn đấy là nó ở một cái hoàn cảnh khác nhá. Con lợn đấy là ở bên nhà bà ấy không được ăn uống tử tế. Nó gầy dơ xương nha. Tôi phải mang về đây, tôi cho nó ăn uống đầy đủ, rồi tôi mới thịt. Trời ơi, sao không giống như nhà người ta đi. Ra đồng mà làm ruộng, làm các kiểu đi. Suốt ngày đi ăn trộm này. Này, thế không đi ăn cắp thì lấy cái gì mà nhét vào mồm hả? Này, nói như ông á, thế cả cái làng này cũng đi ăn trộm ăn cắp như ông à? Hả? Ừ. Không làm mà muốn có ăn á, thì chỉ có ăn cái gì, ăn cái gì, ăn cái gì, ăn cái gì. Ăn cơm tù thôi nhá. Mà, các cụ nói cấm có sai đâu. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cẩn thận à, quan trên cái kìa, người ta bế ông đi lúc nào thì đừng có khóc nhá. Này, sủi phui cái mồm ấy nhá. Quan cái gì ở đây? Mà đến lúc quan bế tôi lên ấy thì lúc đấy đây. Sao? Đến sau, ra đóng cái cổng vào, nhanh lên. Này, Mình ơi. Ơi. Từ sáng đến giờ có thấy quan quân sang tìm tôi không? Có. Hả? Rồi ôi, ra đây xem nào. Tôi nói đùa thế thôi. Ra đây. Chuyện này không phải chuyện đùa nhé. Nhanh lên, không có ai. Thấy chưa? Cứ cái thói ăn trộm ăn cắp, xong giờ cứ phải trốn thui trốn nổi như thế này. Thế không ăn cắp thì biết làm cái gì? Tôi sinh ra là để ăn cắp nhá. Người ta nói rồi, sinh nghề là phải tử nghiệp. Còn ngồi đấy nhá, đi vào nấu cơm đi. Này, nếu ai hỏi bảo tôi không có nhà. Ok, này, thế có chuyện gì mà đây ra giữa sân ngồi khóc mình thế này? Chồng mày nó đánh à? Dạ không ạ. Thế có chuyện gì? Cái thằng chồng con ấy ạ, nó cứ quen thói ăn trộm ăn cắp,
ăn hết nhà này đến nhà khác, không chịu tập trung làm ăn gì cả. Mà cứ ăn hết lại đi ăn trộm thầy ạ. Thầy biết làm thế nào được, lấy chồng thì phải theo chồng chứ làm sao. Cái thằng lạ thật đấy, ngày xưa thì sao nó hiền lành, nó ngoan ngoãn thế, về bây giờ tự nhiên nó đổ đốn như vậy. Thầy, hay là thầy... Cái gì? Tao cấm nhá, bỏ ngay cái suy nghĩ đi nhá. Mày mà về nhà để mà bôi gió chắc chấu vào mặt tao à? Hả? À? Người đàn bà nó như giọt mưa xa ấy, nó rơi vào cái chỗ nó thơm tho thì là tốt, không may nó rơi vào cái chỗ như thế này phải chịu nhá. Thôi được rồi, cứ để cái thằng đấy đấy nhá. Từ nay trở đi tao sẽ ở đây kèm cặp nó. Có thật không hả thầy? Cái trẻ con mày đấy à? Thế thì thầy giúp nhà con nhá thầy. Được rồi, lôi cổ nó vào đây, lôi cổ nó vào đây. Hai bố con nhà này, chúng mày ăn gan hùm mật gấu à? Chúng mày thật là to gan lớn mặt. Ông nói cho chúng mày biết, vuốt mặt phải chừa cái lông mày. Thì giữa ban ngày mà chúng mày lại dám ăn cắp nhà ông, phen này nhá, ông cho bố con mày rũ tù, rũ tù. Ôi rồi, ông ơi ông, con xin ông, con van ông, con dạy ông, ông tha cho thầy con với chồng con với ạ. Con xin ông ạ. Xin à? Tối sang nhà ông xin, còn giờ không tha được. Ôi thầy ơi, thầy sao thầy bảo là thầy kèm chồng con cơ mà sao bây giờ lại ra nông nỗi như thế này hả thầy? Trời ơi, tôi chả ra thế này thì còn ra thế nào, vẫn đang kèm đấy chứ. Nhưng mà cái thằng chồng mà nó tối dạ lắm, dạy mà nó có tiếp thu được đâu. Vào nhà người ta ăn trộm cứ như là vào chỗ không người ấy. Nó gọi thầy oang oang oang, có gác gì nó đánh đồng cho chủ nhà ra mà bắt trộm, bắt bố nó đâu. Không nói nhiều nhá, đây chẳng qua do đen ấy, đỏ quên đi. Mày lại nói thế à? Ông nói cho mày biết, ông báo quan rồi, phen này bố con mày rũ tù. Ôi trời ơi, nhân gian lắm chuyện nực cười, ai làm ta khóc mới là người dễ ngoan. Ôi trời, nhà mình lúc nào như thế, cười suốt ngày. Cười cười đi, khô hết cả mép vẫn cứ cười. Liễu ơi, ôi trời, tên con gái mình là Liễu, mỗi lần gọi nó là cứ ngọng hết cả miệng. Thúy Liễu ơi, đây con, đây con đây. Ôi dạ, con mời thầy xây nước ạ. À, ôi trời ơi, con đây, con đây. Ôi trời, này đi lại đi, hướng con gái của thầy cứ thướn tha thướn thẹo, đi là cứ như là chuồn chuồn gặp bão đi kia. Thì bao giờ lấy được chồng? Bao giờ mới lấy được chồng? Thầy hỏi thầy, sao thầy lại hỏi con? Sao lại hỏi thầy? Thế con hỏi thầy này, bây giờ người ta đi kén rể, người ta muốn tìm người làm cho mình vui, làm cho mình cười. Thế đằng này thầy lại đi tìm người làm cho thầy khóc. Cả cái tổng này đã biết là thầy đâu có bao giờ khóc đâu. Thế nó mới khó chứ, cả cái tổng này ai giàu bằng thầy. Đi đám ma thầy còn cười được, ai mà đến đây làm cho thầy khóc được. Con có mà ế đến giả. Thế thì nhà mình lúc nào cũng cười như tết. Đây này, con này, khóc nó mới khó chứ cười thì dễ ợt. Thầy nói cho con biết nhá, những người mà người ta dễ khóc ấy, là những người đó tình cảm nhiều, mới có chiều sâu, con hiểu chưa? Này, những người đấy mới làm cho con vui, mới chăm sóc con khi nào đến cái tuổi xế chiều, thầy đã lo trước rồi đấy. Thế hả thầy? Ừ, chứ con gì nữa. Thôi, giờ đi vào nhà đây, khi nào có việc thầy gọi con ra nhá. Dạ. Ôi trời, sướng ngơ đời người, có con gái cưng ngưng, xinh nhất cái tổng này. À đấy, cái mình hơi tí là cười, mà cười nhiều quá nó bảo mình là vô duyên. Mang thai thì rất khó rồi, sinh xong một cái là đi đời mẹ luôn.
Ôi! Ông ơi, ơi, con kể ông nghe một chuyện này thương tâm lắm ông ạ. Mày làm gì? Chưa chi mày vào nhà tao mày đã khóc. Thì cái câu chuyện thương tâm này, con cứ nghĩ đến một cái nó còn không cầm được nước mắt. Đây, đây, mày nghe đâu? Không nhưng tao cười. Đấy, mà gà nhà tao nó cũng cười đấy. Câu chuyện là thế này không ạ? Thế nào? Ngày xưa. Ui dồi ôi, sao cái xưa của mày nó xa thế? Vâng, thế người ta gọi là xa xưa không ạ? Sao con kể chuyện buồn mà ông cứ cười thế ạ? À? Thế người ta mới gọi là buồn cười. Vâng. Còn kể chuyện tiếp ạ. Ngày xưa ở trong một ngôi làng có một vợ chồng hiếm muộn. Ở một xóm nghèo có một gia đình độc đinh 8 đời. Mà đến đời thứ 9, hai vợ chồng hiếm muộn mãi không sinh được con. Bình thường. Nhưng rồi cầu điếc cũng có ngày ra quả. Điếc thì để nó điếc luôn thì ra quả làm gì. Cây khô cũng luôn có lúc nảy lá đâm chồi. Em mùa xuân nó đến rồi nảy lá. Và người vợ đã mang thai không ạ? Mang thai. Cả nhà mừng vui. Cả làng chào đón. Vui mừng thay cho vợ chồng họ. Rồi 9 tháng 10 ngày mang thai 9 tháng 10 ngày sinh con một cái là đi đời mẹ luôn. Ông bố cũng rất đau buồn, thương tâm quá độ cũng đi luôn theo vợ. Thằng bé bơ vơ ông ạ. Thằng bé mà bị đọa đây bao nhiêu năm tháng là mày đó con. Cũng nhờ tao nuôi nấng bao ngày, hôm nay mày trở thành người khóc đám ma thuê. Nín. Câu chuyện ông kể thương tâm quá con không nín được. Thôi nín đi, từ nãy giờ tao phịa ra cái chuyện tao toàn bốc phét thôi. Ôi đây chuyện ông cứ phịa ra. Bố mẹ mà còn sống không? Bố mẹ con còn sống cả, đúng rồi. Ôi đấy thì nãy giờ tao phịa chuyện rồi mà. Ôi đồ, ông làm con cứ thường thật đi. Con thường thường gặp. Này này, mày kể cái chuyện nó thương tâm như thế mà mày kể nó chả có cái tí hồn cốt đâu cả, mà tao nghe nó cứ lèo phèo phèo. Này, mày có biết cái nước súp, nước luộc trứng nó ngon như nào? Mày có thích uống không? Làm ông khóc khó thật đấy. Con kể chuyện cho ông khóc mà ông cứ cười, con khóc luôn. Thôi. Mày đi về mà khóc thuê. Khóc không cẩn thận nó cho ra đê mà nằm. Anh Liễu ơi, thế là không lấy được em rồi. Thì anh đi về chứ còn ngồi làm chi. Ôi giời ơi, vô duyên, vô duyên thượng hạng. Ôi giời, khó nhỉ. Đâu, đâu, đâu. Đứa nào? Đứa nào mà bảo là đố làm ông khóc? Đứa nào ở nhà này? Nhìn rõ mấy cái chữ này chưa? À. Lão à?
Chính lão đúng không? À lão. Lão lão thách người ta là đố làm lão khóc đúng không? Mới gặp nhau gọi là lão. Có khi sau này ở cùng nhà với nhau gọi là thằng. Được đấy. Nói cho lão biết nhá. Cả cái làng cái tổng này nhá. Chưa có đứa nào gặp cái thằng này mà không khóc nhá. Ái dạ. Nhất là cái bọn trẻ con nhá. Mặt cứ nhơn nhơn này. Được rồi. Ái à. Thế bây giờ tôi làm cho lão khóc được thì thế nào? Được rồi, ngươi mà làm cho ta khóc thì ta gả con gái cho ngươi và cả cái gia sản này cho ngươi hết. À được, được, được. Con gái đâu? Con gái lão đâu? Gọi ra đây. Liễu ơi! Dạ! Ra thầy vào. Dạ, con đây ạ. À con đi, mày gặp ông mà không chào. Mày gặp ông mà không chào. Đây, tôi làm gì đây? À, mày không làm thì ông mà không đánh nhá. Mày không làm. Này này. Sao mày lại đánh con gái tao? Hả? À, tôi thích đánh đấy. Hả? À, đây là còn chưa lấy về nhá. Sau này lấy về còn táng nhiều hơn nhá. Mày. Thôi. Mày này. Thế tại sao tôi đánh con gái ông nãy giờ mà ông không xót à? Có, tôi xót lắm. Xót à? Có khóc không? Tôi chuẩn bị khóc đi. Đấy. Anh làm này thì tôi dễ khóc lắm. Rồi anh cho tôi mượn cái ba toang này. Rồi. Xong rồi anh sang anh gặp con gái tôi. Chưa biết đầu cua tay nheo nào, anh đã vụt con gái này. Tiên sư! Ai ơi! Ông cho giải thích ạ. À, thật ra là các cụ có câu là của đau con xót. Nên là con cố tình con đánh con gái ông để mong ông xót ông khóc ạ. Chứ con không có ý gì đâu ạ. Con loại mất dạy như mày, con gái tao nó lấy được mày về ấy. Cái loại này, phàm phu tục tử như mày ấy, thì con gái tao đời con gái tao còn ra cái gì? Mày ông cho mày triệt giống mày luôn này. Ông cho mày triệt cái ấm chén của mày. Mày biến khỏi nhà tao nhá. Hay đấy. Tịch thu của nó là cái ba toang. Cái này được đấy. Cái này đầu cáo chứ không phải đầu rồng. Ôi trời, khó nhỉ. Này con ạ, à, đấy. Kén rẻ cho con nó khó thế đấy. Người nào nó thực lòng nó yêu con, nó chăm sóc con, nó tốt với con đến hết đời thì cha mới yên tâm. Ôi. Thầy cứ như thế này thì bao giờ con mới lấy được chồng? Ôi, cứ để từ từ thì thầy sẽ tuyển tiếp chứ đi. Thôi, đi vào xem cơm nước cái nào đi. Đầu sư tử mà nhìn kỹ ra nó trông hơi giống cái đầu cóc. Xin chào thầy ạ. Này, tao cả ngày cười rồi, cười cười đến thắt cả ruột rồi. Thế mày sang đây mày gặp tao mày cười luôn rồi. Lại cười. Dạ thưa thầy, con cười là cười hai cái thằng nó vào đây nó kén rể của thầy. Việc của nó lại làm cho thầy khóc. Thế mà hai thằng nó lại khóc nức khóc nở nó chạy ra ngoài. Con cười là cười cái đấy. Khóc người hôm nay, mai người lại khóc mày. Người ta bảo là cười người hôm nay, ngày mai người cười. Để khóc với cười thế. Thế mày vẫn cứ cười. Dạ ôi vâng. Mà cái nhiệm vụ chính của mày là làm cho tao khóc mới lấy được con gái tao, chứ sao mày vẫn cười thế? Dạ thưa thầy, con lại có cái bệnh lạ. Bệnh gì? Khác cười. Là con cứ... cứ cười thôi. Này thằng kia. Dạ. Sao mày cứ ôm khư cái gì ở trong bụng đấy hả? Dạ thưa thầy, là các cụ bảo là cười nhiều thì rụng rốn. Cho nên con cứ phải giữ hai cái tay ở trong rốn thế này để con cười nó đỡ rụng rốn rồi con ra. Cười rụng rốn đã quá rồi. Mày là cười rụng rồi rốn rồi. Trên đời tao thấy mày số 1. Cho nên là con cứ phải giữ như thế này thầy ạ. Thôi. Này. Dạ. Hôm nay đến nhà cụ phải làm cho cụ khóc cơ mà. Thế sao mày cười thì là lạc đề rồi. Nó vẫn cười. Báo cáo thầy là thế này. Dạ thưa thầy,
là như thế này. Nhà con có cái truyền thống ấy là rất hay cười. Mà ai gặp thì con cũng cứ cười. Thế nhưng mà chỉ một lúc thôi là người đấy phải khóc. Thế à? Dạ vâng. Gặp nhà mày đầu tiên là cười, sau là phải khóc á? Dạ vâng. Ôi giời, mày nói phét. Thì những người mà người ta làm cho người khác khóc là chắc là tình cảm lắm đấy. Dạ nhưng mà tao không tin. Mặt mày nó tròn xoe cũng được đấy, phúc hậu đấy. Lại cười. Thầy ơi. Hả? Các cụ ngày xưa dậy rồi, không ai ôm gối từ tối đến sáng, không ai nắm tay từ sáng đến tối. Cho nên cuộc đời là phải trải qua nhiều cảm xúc, từ cười xong đến khóc, xong từ khóc lại cười. Thằng này nó được, nó nói có trên có dưới, có tình có lý, được đấy. Thầy có tin là con chỉ đếm 1 đến 3 là thầy khóc không? Thầy còn lâu mới khóc rồi. Tao còn lâu mới khóc rồi. Thôi được rồi, để con đếm cho thầy tin hay không là tùy thầy nhá. Này, 1 3 Thế nào, thầy khóc chưa ạ? Anh ơi, đúng rồi, thầy khóc rồi. Đấy nhá, rõ ràng là thầy khóc nhá. Ê, em chứng kiến nhá. Cái xòe, cái xòe hết cả mắt. Khóc khóc cây mắt. Thầy thấy này, chưa? Thế mày làm cái nào mà thầy khóc được? Dạ, thưa thầy, đấy là bí mật gia truyền nhà con ạ. Để hôm nay con bật mí cho thầy biết nhá. Dạ đây ạ. Nhà con là có truyền thống làm dưa hành. Người thường chỉ một tép nhỏ là khóc giàn giụa rồi. Nhưng mà thầy con cho cả củ. Thì làm sao mà chỉ 1 đến 3 là khóc luôn. Ôi giời ơi. Thảo nào. Nó xông hết cái lên mắt tao này. Cái cây xè hết cả mắt. Thì hóa ra là nhà mày là chuyên muối dưa hành à? Dạ vâng. Dạ thưa thầy, thế thầy khóc rồi thì bây giờ như thế nào ạ? Mặt mũi nó cũng hiền lành phúc hậu đấy con nhỉ. Thôi được rồi, còn như nào, mang hành này về muối dưa làm cỗ cưới. Thế nào, trứng gà thì bác có ngon không? Dạ ngon bác ạ. Gà mới đẻ mà đấy. Vâng ạ. Bác ơi, bác cho hai chị em cháu chịu. Cái gì? Dạ. Sáng chưa mở hàng đi. Chịu. Thì bác thấy đấy, hai chị em cháu từ sáng giờ có bán được gì đâu. Thôi bác cho cháu chịu, chiều cháu quay lại nhá. Bác nhá. Thôi, đi em. Đi. Chiều nhớ quay lại trả đấy nhá. Vâng. Bố ạ. Ra phải đánh tiếng đi chứ đệ. Mà này, sao mà mặt mũi dầu dĩ thế? Con khổ quá bố ạ. Làm sao mà khổ? Thì đấy, vợ con suốt ngày nó cứ ghen tuông bố ạ. Mà bố biết, cả cái làng này con nổi tiếng là coi như là hiền lành ngoan ngoãn. Thế mà vợ con nó cứ suốt ngày nó hành hạ con. Nó hành thế nào? Có cái chuyện gì đâu. Cái con hến hàng xóm ấy bố ạ. Thế nó mua được ít cua. Nó sang nó mượn cái cối. Thế con lại đưa cho nó cái chày. Thế mà vợ con lại tưởng là con gian díu gì với nó thì... Rõ ràng là gì nữa. Nó hỏi mượn cối mà phải đưa chày. Nó bảo sao nó chẳng nghĩ. Thì con nhầm. Làm gì đến nỗi mà vợ con lại ghen bóng ghen gió như thế. Lần sau cái đầu óc nó phải thông minh ấy chứ. Mượn cối là đưa cối, đưa cả chày thế. Làm sao mà vợ nó chả hiểu sai. Tóm lại xong thế nào? Thế đấy thì nó ghen tuông, nó tưởng con có cái chuyện gì với con kia, thế là nó đánh con trận. Tất cả là tại anh hết. Nếu mà là vợ tao, tao đánh nó hỏng người luôn. Mà cũng tại bố ấy. Sao tại bố? Bố lại cho nó đi học võ từ bé thôi. Đấy bây giờ nó thà không đánh con thôi, làm sao mà con dám đánh nó. Bố cho nó học võ để nó có sức khỏe. Nhá, để nó hộ thân nó. Chứ không phải để đánh chồng. Tóm lại không biết cách nào dạy à? Đúng rồi, con làm sao biết cách nào nữa. Bây giờ vợ con thế thì... Bây giờ bố sẽ mách cho con. Nhá. Dạ. Bây giờ nó giỏi võ, nó khỏe hơn con, con không đánh được nó. Rồi thì chờ cái lúc gà lên chuồng ấy. Làm gì ạ? Lúc nó không đề phòng con thì không? Con cứ đánh cho nó một trận cho bố. Nhá. Rồi. Nhưng mà nhớ đánh nhẹ tay thôi. Tức là đợi cái lúc mà
nhá anh em trời. Ừ. Vợ con nó không để ý là con đánh nó. Ừ. Rồi đi về đi. Ôi nhưng mà bố, thế sao nhưng mà hôm nào bố cũng tranh thủ bố bố sang bố nói đỡ cho con vài câu nhá. Rồi các anh không phải lo. Thế rồi con về nha bố nhá. Rồi đi về đi. Ôi, anh con rể chán quá. Chào bác ạ. Mà này. Dạ. Tôi không bán chịu nữa đâu nhá. Bác yên tâm có tiền. Thế bác. Ngồi. Dạ. Ngồi xuống đi. Ăn trứng tiếp phải dạ, không? Dạ vâng ạ. Đây bánh này bánh mới hết đấy. Em. Đấy. Bác cho con xin bán nước. Nhài ơi. Nhài. Dạ. Ra thầy bảo này. Dạ vâng ạ. Làm gì đây? Ôi, thầy à, con đang ru thằng cu nó ngủ. Thầy mới sang ạ. Thầy sang có chuyện nói với con đây. Dạ con nghe ạ. Cái việc vợ chồng con ấy, nhá. Cái thằng chồng con là một cái thằng rất là hiền lành, ngoan ngoãn, tử tế. Chính vì thế thầy mới gả con cho nó, nhá. Có cái điều gì không nên không phải, bảo ba nó nhẹ nhàng. Cứ nó cứ kêu than mày tẩn nó suốt ấy. Mà này, ngày xưa thầy cho mày đi học võ là để rèn luyện sức khỏe, cái thứ là bảo vệ thân thể mày nhá, chứ không phải là cho mày học võ để mày đánh chồng. Khổ quá thầy ơi, thầy mắng oan con rồi, con nào đâu có muốn thế đâu. Nhưng mà thầy không biết đấy thôi, dạo gần đây cái ông con rể của thầy lại đổ đốn, lại rượu chè say xỉn, mà chớm có biểu hiện một cái là con phải xử lý ngay. Con phải tẩn cho đến nơi đến chốn, vào đường vào lối, có đúng không thầy? Không là sau này á, rồi á, nhậu nhẹt say xỉn xong á, chả giúp đỡ được con cái gì, rồi là mọi công to việc lớn lại đổ lên vai con gái thầy đây này, có đúng không ạ? Mà hôm vừa rồi nhá, con thấy là cho con hến hàng xóm mượn cái chày, mà nhà có một cái chày cho đi mượn, thế thì con dã bằng gì? Thì khổ quá thì hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, cho nó mượn một lần thì nghỉ buổi đi, thế làm sao mà mày... Thế nó cần dã thì con lại không cần dã à? Thầy buồn cười thật đấy. Thói đâu cứ lấy hết đồ đạc trong nhà rồi đã đem cho mượn, không hỏi vợ một câu nào cả. Thế đến khi con bếp núc, con nấu nướng, con cần thì con không có cái dã. Thế thầy bảo là có vô ý không? Lần sau ấy, hàng xóm mà nó sang mượn chảy mượn cối ấy, để nó dã cua thì con ăn cái món khác đi. Thầy bảo là có mỗi mình nó có cua, con không có cua. Ôi thôi chết. Nói to quá đấy. Dậy rồi. Thôi thằng cu nó dậy rồi. Thì ông vào dỗ cháu giúp con nhá. Con đi xuống. Con đi xuống con cơm nước. Thầy hôm nay ở lại ăn với con bữa cơm nhá. Ông đây. Ôi giời, ông đây. Ôi đây. Đang nằm. Ôi trời, đau quá. Từ giờ nhá, đừng hòng bắt nạt tôi nhá. Đây, cơm canh xong cả rồi đây. Ăn cơm ăn. Ôi, Mình về rồi đấy à? Mình ơi. Mình mới về đấy à? Mình ơi, anh xin mình. Anh xin mình. Thôi, cái vụ chày cái gì, thôi em biết rồi, bây giờ á, cứ cho mượn thoải mái đi. Khi nào mà em cần thì lại mang chày về cho em. Không, cái không phải vụ đấy, mà... Rồi, em biết rồi, từ bây giờ trở đi, em không đánh mình nữa đâu. Không, mà là anh vừa đánh mình ở trong nhà. Đánh em? Mình mà lại dám đánh em, này, người ta đầu tắt mặt tối ở dưới bếp kia kìa. Đây này, cơm ngon, canh ngọt cho chồng cho con đây này. Thế từ nãy giờ là mình ở dưới bếp à? Vâng. Thế ai ở trong kia? Mà tiểu này mất sắc. Anh về nhá. Ê, mất sắc không lại có gần. Lần sau anh lại đến nhá. Yên tâm, lần sau anh lại ngon. Anh cho sắc mấy hào nhá. Yên tâm. Xong rồi. Nhá. Lần sau anh lại đến nhá.
Sắc này về với sắc kia đi, không lại thành dấu hỏi đi. Về đi. Em chờ quà. Bạn ơi. Ơi. Nó lại thế này à? Rồi, ôi sắc. Lần này là lần thứ ba. Nhớ rồi. Anh gửi nhé. Dạ, em xin ạ. Em về nhé. Chào anh. Bạn ơi, lần sau không làm thế nhé. Tớ nhớ rồi. Hôm nay tiểu sắc thế là vui rồi. Quá vui, quá vui. Nhá, chào bạn nhé. Bạn khoan cho bạn. Hay là bạn cho tớ qua nhà ngủ nhờ với. Qua nào được, là nhà tớ có lịch rồi nhá. Mà nhà mình thì sao bạn lại không về? Nhà là nơi để về nhá. Đấy. Tớ biết rồi. Thế nhưng mà thật sự là tớ không dám về. Sao lại không dám về? Bạn biết hoàn cảnh của tớ rồi đấy. Phận làm rể mà. Đấy, chân yếu tay mềm. Mà cái quả vợ của tớ bạn cũng biết rồi đấy. Nó lại phải số 1 vợ. Thì tất nhiên, chính vì tớ coi nó là số 1 cho nên là tớ lại càng không dám về. Thế này. Bạn có biết không? Vợ tớ nổi tiếng trong cái làng này là nó đánh chồng. Mà nó lại học võ từ bé. Đây. Bạn nhìn đi. Đây. Thế hậu sao quả đây này. Đến nông nỗi này. Đau thương lắm bạn ạ. Thế bạn kể xem là như thế nào? Chuyện nó là như thế này. Đâu? Chuyện như nào? Thế chuyện nó là... Nên là cây xoài kìa. Chưa hồi tưởng à? Tớ kể lại này. Bạn nhìn theo tớ nhé. Rồi. Thế nào? Thế nên là chỗ bóng đêm kìa. Thôi được rồi. Bây giờ bạn nhìn lần nữa nhé. Tớ chuyển hướng. Nhài ơi! Nhài! Dạ! Ra thầy bảo này. Dạ vâng ạ. Làm gì đây? Ôi, thầy à, con đang ru thằng cu nó ngủ. Thầy mới sang ạ. Thầy sang có chuyện nói với con đây. Dạ con nghe. Cái việc vợ chồng con ấy nhá, cái thằng chồng con là một cái thằng rất là hiền lành, ngoan ngoãn, tử tế. Chính vì thế thầy mới gả con cho nó nhá. Có cái điều gì không nên không phải bảo ba nó nhẹ nhàng, cứ nó cứ kêu than mày tẩn nó suốt ấy. Mà này, ngày xưa thầy cho mày đi học võ là để rèn luyện sức khỏe, cái thế là bảo vệ thân thể mày nhá, chứ không phải là cho mày học võ để mày đánh chồng. Khổ quá thầy ơi, thầy mắng oan con rồi ạ. Con nào đâu có muốn thế đâu. Nhưng mà thầy không biết đấy thôi. Dạo gần đây ý, cái ông con rể của thầy lại đổ đốn, lại rượu chè, say xỉn. Mà chớm có biểu hiện một cái là con phải xử lý ngay. Con phải tẩn cho đến nơi đến chốn, vào đường vào lối, có đúng không thầy? Không là sau này á, rồi á, nhậu nhẹt say xỉn xong á, chả giúp đỡ được con cái gì. Rồi là mọi công to việc lớn lại đổ lên vai con gái thầy đây này. Có đúng không ạ? Mà hôm vừa rồi nhá, con thấy là cho con hến hàng xóm mượn cái chày. Mà nhà có một cái chày cho đi mượn, thế thì con giã bằng gì? Thì khổ quá thì hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Cho nó mượn một lần thì... nghỉ buổi đi thế làm sao mà mày. Thế nó cần giã thì con lại không cần giã à? Thầy buồn cười thật đấy. Thói đâu cứ lấy hết đồ đạc trong nhà rồi đã đem cho mượn, không hỏi vợ một câu nào cả. Thế đến khi con bếp núc, con nấu nướng, con cần thì con không có cái giã. Thế thầy bảo là có vô ý không? Lần sau ấy, hàng xóm mà nó sang mượn chảy mượn cối ấy, để nó giã cua thì con ăn cái món khác đi. Thế thầy bảo là có mỗi mình nó có cua, con không có cua. Ôi thôi chết. Nói to quá đấy. Dậy rồi. Thôi thằng cu nó dậy rồi. Thế ông vào. Ông vào ông dỗ cháu giúp con nhá. Thế con đi xuống. Con đi xuống con cơm nước. Thầy hôm nay ở lại ăn với con bữa cơm nhá. Ôi giời. Ông đây. Ôi giời. Ông đây.
đang nằm. Nằm. Úi dồi. Đúng là học võ từ bé. Đấm đau hết cả tay. Úi dồi, đau quá. Từ giờ nhá, đừng hòng bắt nạt tôi nhá. Đây, cơm canh xong cả rồi đây. Ôi, Minh. Ôi. Mình đây à? Mình. Mình mới về à? Mình, anh xin mình. À, cái vụ cho mượn cháy gì? Mình cứ cho người ta mượn thoải mái đi. Khi nào mà em cần thì mình lại mang về cho em. Không phải chuyện đấy, mà là cái chuyện anh đánh anh. À, rồi em biết rồi. Từ bây giờ trở đi em không đánh mình nữa đâu. Không, mà là anh vừa đánh mình ở trong nhà. Đánh em? Mình mà lại dám đánh em? Này, người ta đầu tắt mặt tối ở dưới bếp kia kìa. Đây này, cơm ngon canh ngọt cho chồng cho con đây này. Thế từ nãy giờ là mình ở dưới bếp à? Vâng. Thế ai ở trong kia? Thì... bố mày. Ôi giời ơi. Bố. Bố. Bố ơi sao. Sao. Hóa ra từ nãy giờ là bố nằm ở trong kia à? Ôi thế mà con cứ tưởng. Hả? Tưởng cái gì? Bố đã bảo con rồi. Đánh thì nó nhẹ nhẹ cái tay thôi. Mày đấm bố mày còn tím mắt như thế này mà vợ mày thì có phải nổ con ngươi ra không? Bố tôi à? Ông Minh ơi, đứng lại, đứng lại cho tôi, anh đứng lại ngay, anh chết cho tôi. Đau thế, ôi ơi, cái con cũng bị đau à? Vâng, ông ơi, ngày nào cũng thế này, thôi. Ông cháu mình ăn cơm đi. Con ăn thịt gà đi. Vâng. Đấy, bạn thấy không? Câu chuyện hồi tưởng mỏi cổ quá. Nhưng mà nó khổ không? Quá khổ luôn đấy. Nhưng tại sao lại nhầm lẫn như thế được? Thế thì nó mới nên chuyện như vậy. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cách nhá bạn nhá. Có cách á? Thế bạn có cách gì không? Bạn có cái mưu gì không bạn? Bạn có mưu nhưng mà cái chỗ này là vừa rồi là 3 lần rồi à. Nên là nó khó có mưu. Khổ quá tớ nhớ rồi. Thế biết tổng cộng là tớ nợ bạn bao tiền? Tổng cộng 3 lần là 4 hào. 4 hào gì? Yên tâm. Bạn yên tâm, đúng chiều ngày mai nhá. Chiều ngày mai bạn cho tớ vay thêm hào nữa. Cho nó tròn 5 hào, tớ trả có thể. Đó. Nhớ nhưng mà này, cái quan trọng là bây giờ bạn phải nghĩ cách giúp tớ đi. Bây giờ rất đơn giản thôi. Cái vụ vợ tớ nhà nhau. Rồi, mình phải dùng rất nhiều cái giác. Giác. Đầu tiên là phân biệt bằng mồm khẩu giác. Khẩu giác là như nào? Tức là để phát hiện ra là bố vợ và vợ thì bạn chỉ cần gọi một câu thì tiếng đàn ông và đàn bà nó âm vực hoàn toàn khác nhau. Thôi bạn ơi, bạn bỏ ngay cái cách đầu tiên này cho tớ đi. Cứ như thế là chết tớ à? Tớ nói thật bạn nhá, bây giờ tớ về nhà. Nếu mà may cho tớ ấy, thì vợ tớ đang ngủ. Thì nó không biết. Chứ nếu bây giờ tớ về mà nó đang ngủ ngon trong tớ lại gọi nó thì có mà nó lại vả cho vài phát nữa vào mồm thì chết rồi. Thôi bỏ luôn cái cách đầu tiên đi. Khẩu giác không được thì mình dùng cách thứ hai là thị giác. Mà nếu thị giác không được thì mình dùng tam giác, tứ giác. Thôi, bây giờ cứ cách thứ hai đi, thị giác đi, là như nào? Thị giác là như này nhá. Là bố vợ của bạn là có bao giờ lại mặc váy và yếm không? Thì tất nhiên đàn ông ai lại mặc váy yếm đâu có gì. Thì chính xác, cho nên bạn phải dùng thị giác tức là mắt. Bạn về bạn nhìn ở trên giường, nếu thấy người nằm trên giường mặc váy và yếm là vụt luôn. À đúng rồi. Tức là mình phân biệt đúng không? Đúng. Cứ thấy váy yếm rồi mấn đầu cái thứ là nhảy vào vụt thật lực luôn vào đây là mình phải trả thù, đây nó là cơ hội. Đúng rồi. Hay. Hay không? Cảm ơn bạn. Cố gắng. Cảm ơn bạn. Năm hào. Rồi, tiền nào yên tâm nhá. Nhá. Tớ cảm ơn bạn nhá. Để tớ về tớ
thực tế luôn. Thực tế vụt nha. Tiểu sắc và vụt. Chào bạn nhá. Rồi. Tớ về đây. Tiểu sắc vụt. Đây vụt. Đây rồi. Vẫn cái váy yếm đấy. Vẫn cái mấn đầu đấy. Lần này thì làm sao mà trượt được hả em? Úi dồi ôi, khá là đau tay. Không hiểu xương cái kiểu gì mà cứng thế thế đấy. Lần này nhá, có mà nằm bẹp dí cả tuần. Úi dồi ôi, xít nữa trở chân ngã đi này. Mình à, mình về từ lúc nào đấy? Không ra gánh nước đỡ em đi. Ướt hết cả người rồi. Tôi không tin. Tất cả chỉ là ảo giác. Tôi không tin. Này, làm sao đấy? Em mà. Rõ ràng là cái yếm, cái mấn đầu đấy. Này, anh nhá, anh đừng có nói với tôi là anh lại vừa đi uống rượu về nhá. Tôi vừa đi gánh nước về nhá. Không giúp vợ con được ngày nào cả. Tôi không tin. Rõ ràng là cái váy yếm này, cái mấn đầu này, làm sao mà trượt được. Đúng, không trượt phát nào con ạ. Tôi không tin. Lạch Minh. Bố. Tôi không tin. Ảo giác. Okay. Minh. Bố. Bố ơi, sao mặt mũi bố lại thế kia? Mà sao bố lại mặc thế này ạ? Sao lại mặc đồ của con? Đây. Mày thấy có lạ không? Tất cả là tại con mày ấy. Nó khóc nó nhớ mẹ. Bố dù mãi nó cũng không nín. Thế nên bố mới nghĩ ngay ra cái cách để mặc quần áo của con. Bố vào bố dỗ nó. Thế nên nó tưởng mẹ nó, thế nên nó nín luôn. Nó vừa nín dòng cá thì nó vào nó đấm bố mình không chuột phát nào. À, thế là lại một lần nữa. Anh ấy đánh bố ạ? À? Chứ còn gì nữa. Lão kia. Đúng lại. Lần này thì chết với tôi. Trời ơi, tôi giết ai? Thôi, tất cả là tại tao.